Hello, chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ anh em về cách mình là cài phông số phông chữ vào máy của mình. Thì đây là cùng một ví dụ ha. Thì bạn này là bạn mua khóa học cho mình bên mình á, mua khóa học in ấn của mình. Thì bây giờ mình sẽ cài cho bạn, mình sẽ gửi cho bạn như này một cái link drive và tặng và một cái những cái video khóa học đó toàn bộ. Rồi thì bây giờ và tặng này thì anh em sẽ nhấp vào đây ha. Ok, anh em nhấp vào cái đường link này và anh em sẽ tải vào kho mẫu này ha. Đó, nhấp chuột phải nè, anh em tải xuống nè. Kho mẫu vượt quá kích thước tới ra Google này, vẫn tải xuống nha. Ok, cái này là mình có sẵn trong máy rồi nhưng mà mình sẽ làm lại cho anh em xem luôn. Rồi, một anh em sẽ dẫn vào đâu đó của cái máy của mình, còn hai là anh em cứ tải xuống mà vô thẳng vào folder đây ha. Nè, có hết nè ha. Rồi đó, thì cái này thì anh em sẽ tự lưu vào đây là form cấp cờ hay chuông này, trong này là có đầy đủ nha. Mẹ, các bạn chỉ việc thay thớ và làm thôi. Form mình có sẵn hay chuông cấp cờ các môn thể thao đó. Thì giờ mình sẽ mở một ca vài cái cho anh em xem ha. Trong này thì có file Corel và PDF và AI, thì anh em nào xài phần mềm nào vẫn đều mở được đó. Để tránh trường hợp các bạn cứ hỏi tới hỏi lui. Rồi, file này hơi nặng xíu nha. Đây thì một cái file này là cái hình ảnh các đỡ các bạn bỏ vào cờ đó, rồi cầu lông này, bóng bàn này, bóng đá, bóng chuyền, rồi bóng rổ đó. Ok, pizza, cao co, tất cả nhiều đó, như là tennis đó. Thì đây là một số cái này để các bạn có thể là dễ dàng làm rồi. Tiếp tục ha. Rồi, không mất tiêu rồi. Rồi thì cái này là cấp cờ hit chuông, phải mở hết luôn nha anh em xem. Rồi, hơi nặng đó. Đây là hit chuông này. Rồi vào cái này thì anh em có thể là thay đổi chữ trong này đó, anh em có thể thay đổi bắt cây ha, đánh vào là anh em thay đổi dài bóng đá gì đó, dài bóng đá đồ đập ba gì đó, các bạn cần thì các bạn đánh vào là ba sport đó đó, ví dụ như vậy thôi. Rồi ở dưới đây thì anh em có thể thay đổi đó, anh em chỉ việc nhấp vào thay đổi thôi đó. Rồi cái phần hiệp chương đó, hiệp chương thì mình đã rồi tắt đấy ha, nặng quá nhiều. Ở trên này thì có cái kiểu là cấp nữa nè đó, hay chương thì anh em bỏ vào đây, cái hay chương bảy mèo thì anh em lấy hình bảy mèo bỏ vào làm để mua cho khách, và anh em chọn kích thước và anh em bỏ vào phần mà máy in và anh em in thôi. Nói chung cái này là mình đã chỉnh sang mấy kích thước luôn rồi đó, kích thước này như là ok chưa chỉnh. Rồi anh em cái hay chương của mình là nhiều kích thước thì anh em có thể là chỉnh sửa kích thước của mình rồi anh em bỏ vào anh em in thôi. Rồi đó, phần hay chương tiếp tục phần này, phần này nặng hay sao á, quá nặng luôn, nặng quá mình tải bớt đi. À, cái này nó cũng tương tự như cái hồi nãy thôi ha. À, hay chuông thì anh em lấy ra anh em sử dụng thôi đó, anh em thay đổi được hết nha đó, thay đổi trong này cũng vậy luôn, anh em có thể thay đổi và chọn phần ha. Rồi phần hay chuông, tiếp tới phần cờ đá này đó, cờ thì anh em thay đổi trên này đó, cờ thì mình sẽ đổi vài cái trong này thôi, còn anh em nào muốn thì xin mình sẽ cho thêm nhiều, trong kho mẫu mình rất là nhiều, mình làm rất là nhiều loại cờ thì anh em có thể là lấy cái này phong chuẩn, cái này là phơi cờ bên mình, mình in ra thôi đó. Lái vào mình thay đổi thông tin trên này và hình ảnh thì các bạn có thể là kéo những cái phong, ví dụ như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền gì đó anh em bỏ vào đó. Rồi sang một phần cờ, phần huy chương đó, thì trên này là mình sẽ đỡ sẵn cái file Corel và AI phần cờ nè, anh em lái vào ha. Rồi
cấp cờ hay chuông. Đó, đây là cái file kho mẫu. Rồi phần logo, logo đâu rồi? Ủa, chưa có logo à? Phông số, phông chữ rồi nè. Ôi mẹ mình xóa mất tiêu rồi. Rồi cái phông chữ logo, phông số, phông chữ nữa đây. Phông cờ thì chưa, rồi tiếp tục là phông chữ, phông số. Ở trong này có đầy đủ nè. Đó, rồi mình đợi mình vô chỗ cái thằng nãy tải xuống nè. Rồi. Rồi một là các bạn copy bỏ vào một cái order nào đó, ví dụ các bạn bỏ vào một cái ổ nào đó của mình đi, tạo một folder nào đó ha, mình ấn nè, rồi anh em bỏ vào đó kho mẫu gì đó đó, ví dụ vậy ha. Rồi mở ra các bạn nha, object here nè, các bạn chọn là object here là các bạn sẽ rét nó ra, giải nén nó ra ha, object here tại đây luôn ha. Rồi mình sẽ giải nén luôn tại đây luôn đó, cái đầy đủ luôn nè. Đó, cái file này là mình gửi cho các bạn để nó nhẹ, mình nén lại thôi. Rồi và tiếp tục là phông logo. Đó, cái này là trong này có rất là nhiều loại logo ha. Đó, anh em có thể là lái và sử dụng nha. Đó, các bạn nào mà đăng ký khóa học của mình thì đều có đầy đủ ha. Như vậy thì anh em sẽ rất là dễ dàng anh em làm thôi. Rồi đó. Rồi đó, rất nhiều, còn rất nhiều dưới đây mình chưa mở cho các bạn xem đó, rất nhiều logo luôn ha, đầy đủ ha. Rồi mình tag box đây nặng lắm. Rồi tiếp tục ở phần logo thì anh em lấy ra mà thay đổi thông tin ha. Rồi tiếp tục là phông số, phông chữ. À, phông số nè. Rồi bây giờ mình sẽ cài thẳng phông số này vô trong máy của bạn nè. Phông số trong này có rất nhiều phông số, gồm file vector, file AI, file Corel. Đó, rất nhiều phông số các bạn có thể mở ra mà các bạn xem ha. Đó, rồi đó, mở phông số rất là nhiều trong này nè. Phông số Thái Lan này, AI, Corel, file tiếp này, file này thì các bạn cài thẳng cho máy này. Đó, đầy đủ luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cài luôn các bạn. Đó, cài luôn. Con này bỏ ngoài đi. Rồi bây giờ các bạn vô phần phông số rồi xong đó nè, phông số ha, phông mẫu đây, phông số này các bạn vô nè, phông Thái Lan nè. Rồi các bạn rồi, hồi nãy mình rác ra này có phông số nè ha, phông số đây. Rồi phông số cài máy nè, phông số cài máy và phông hình nè. Phông số cài máy thì mình mở ra. Rồi mình sẽ copy hết những cái thằng này nha. Đó, mình sẽ cài thẳng vào máy đây. Một cần tôi A luôn. Rồi nhấp. Cần tôi bây giờ giữ shift xuống tới đây, các bạn lên xuống đây và giữ shift này, bấm tới đây luôn là nó lấy hết luôn. Các bạn bấm cần tôi sơ. Ha, rồi các bạn bỏ vào ổ sơ cho mình nè. Đây là cách cài phông nè. Ổ sơ. Rồi các bạn vào Windows. Sẽ là bạn vào phông phông thì các bạn bỏ dán vào thôi. Dán vào là đầy đủ hết. Đó, ví dụ như vậy mình dán vào. Đấy, mình dán vô. Do là trong này là mình đã cài rồi thì nó hiện lên, nên là nó hiện lên mình đã trồng hay không, mình trồng lên luôn ha. Đó, nó rất là nhiều nên nó bị lặp lại. Đó. Nó có hết rồi. Đó. Rồi. Đó, cứ vậy là đợi nó chạy như vậy là xong, là đã cài thẳng vào máy thì khi đó thì anh em có thể là sử dụng rồi. Đó. Rồi, mình chờ một xíu nha. Mình chờ một xíu nha. Đó, mình để cho nó chạy luôn, chồng luôn. Rồi, xong. Như vậy là xong nha. Đó, một số mình không muốn ấy thì mình cancel đi, stop đi ha. Rồi. Rồi, cho nó chạy luôn đi. Nhiều lắm, quá trời và đất luôn. Các bạn xài không bao giờ hết luôn á. Ngồi phong này thì mình có tặng các bạn nhiều phong nữa. Rồi tương tự như vậy đó. Rồi như vậy là đã cài vô trong máy được rồi nha anh em. Đó, đó, ví dụ như ai bạn mở ra cái phong bằng hả này, Arsenal này, Basra này, rất có nhiều thứ trong này ha. Ví dụ như mình mở xong mình đánh nè, mình nhỏ đây là AI, mình đang xài AI ha, 1 2 3 4 5, tất cả cái phong mình đang Zalo là đều có hết trong này rồi, và rất có nhiều phong từ xa xưa luôn.
ví dụ như rít đi, rít thì có đầy đủ luôn nè, rít mới, rít cũ gì đều có luôn, đó thấy chưa, mẫu mới mà, mẫu mới mẫu cũ thì có hết, không có thiếu gì hết, ok. Rồi hệ bát xa hay là bát xa ok luôn nè, đó dê bát xa luôn này nè, đó đầy đủ ha. Rồi không đô ra ba, đô ra ba liệu hai nè, đó rất là nhiều thứ trong này. Rồi anh em việc cài như vậy là anh em cài xong cái form tiếp tục phong chữ cũng tương tự luôn nha, phong chữ anh em cũng cài tương tự như vậy đó. Rồi mở ra ngồi rồi phong chữ, rồi anh em chỉ việc mở ra thôi đó, mở trực tiếp hoặc là các bạn extract here, các bạn copy cái này và dán qua bên kia giống như tương tự hồi nãy ha, copy hết thì copy cái phần nào các bạn cần muốn thôi, còn cái sơ là anh em bỏ qua bên phong nè, ổ sơ này nha, nhớ nè, đây là ổ sơ nè, Windows này, phong này, hay lại nè, hồ sơ Windows xin tới phong đó, đó anh em dán vào, cần tôi vô vào là xong nha, đó cần tôi vô vào đó. Đó rất là trùng, rất là nhiều do mình là cài rồi đó. Rồi ok stop đi, rồi xong đó, như vậy là các bạn cài phong đó. Rồi mời mình giới thiệu sơ vào cái kho mẫu phong này thì có đầy đủ phong thư pháp, phong UTM, phong review, từ mấy cái phong này là mình đã tổng hợp những cái phong thiết kế, tất cả những cái vấn đề mình đã thiết kế như bao bì ni lông này, rồi các phong chữ phong số, rồi thiết kế hình ảnh logo này kia là nó có hết trong bộ phong của mình, anh em lấy ra anh em xài thôi, tìm là thấy thôi đó, anh em đánh cái chữ ra là anh em tìm thôi là có rồi ha, không có thiếu gì hết, không có một thiếu cái phong nào hết, tất cả đội bóng luôn, phong nào có từ cũ tới mới luôn ha. Rồi cái phong Thái Lan cũng có luôn trong này nữa này, giới thiệu cho anh em luôn nè, phong Thái Lan này. Rồi một số đây, phong tổng hợp Thái Lan này, Thái Lan rất là nhiều phong hả. Rồi ok, trong này có file đầy đủ này, có reo nè, AI nè đó. Rồi đó phải tiếp nè, bạn dán vô rồi ha. Rồi ok đó, đầy đủ không thiếu gì, rất là nhiều thứ trong này đó, phong Thái Lan. Rồi ok, như vậy là cái này là phong KKO đó, tất cả phong này là của mình là thì đều có hết, tổng hợp rất là nhiều trong này, anh em lái và anh em xài nhiều lắm. Rồi tất cả phong mới mình cập nhật hết vào trên đồ ra này, là mình sẽ cập nhật thường xuyên những cái phong mới, mình sẽ cập nhật thường xuyên vào cái file đồ ra này, anh em nào vô sale thì sẽ càng nhiều phong hơn. Rồi ok đó, rồi cách vận hành là như vậy, cờ này thì anh em việc thay thớ thôi, thay thớ thông tin nó đó ha, và anh em có mở có riêng thì AI cũng được. Rồi xong, như vậy là xong rồi đó anh em. Rồi chúc mừng anh em nha. Rồi như vậy là anh em nào mà chưa hiểu thì có thể là gọi cho có thể gửi thêm view hoặc UKV cho mình và gọi Zalo để mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cho thành lập bằng được thôi ha. Ok, vậy thôi, chúc mừng anh em nha.